Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về món măng muối chua các bạn nhé. Đây là một cái khi mà các bạn làm măng muối chua thì các bạn có thể nấu với các cái món như là vịt, nấu canh măng này, măng này xào này, măng muối chua các bạn đem đi xào ăn cũng rất là ngon. Và cái cây măng này của mình nó là 2 kg này các bạn này, rất là lớn luôn. Và chúng ta có thể muối được rất nhiều và ăn được khoảng mỗi một lần chúng ta nấu là khoảng 500g măng chẳng hạn thì sẽ được 4 lần. Nhưng ăn rất là ngon luôn khi mà các bạn nấu cùng với vịt ấy. Đó. Các bạn sẽ để làm được cái măng này thì các bạn sẽ khứa cho mình thành cái đường như thế này nha. Sau đó các bạn bỏ hết cái phần vỏ ngoài nó, cái phần vỏ ra đi. Bây giờ hiện tại đang là mùa măng đấy các bạn, cho nên là các bạn làm đi để chúng ta có một cái hũ măng chua ăn kèm nấu, hoặc là nấu kèm với các cái món thịt rất là ngon, hoặc là nấu canh không cũng rất là ngon, mình cảm thấy rất là ngon đấy. Bóc hết những cái phần vỏ này đi. Các bạn thấy không? Nhìn măng rất là đẹp. Và cái món măng chua này thì ở quê mình rất là hay làm, bởi vì ăn ngon lắm đấy các bạn. Đó, chúng ta mua những cái cây măng tươi về chúng ta làm, vừa đảm bảo mà nó lại rất là ngon nữa, các bạn không phải lo gì về vấn đề sức khỏe cả. Đó, khi mà các bạn mua ở ngoài các bạn sẽ sợ là người ta ngâm cái nọ ở kia, nhưng mà khi mà các bạn làm như thế này thì cực kỳ yên tâm luôn, mà có khi còn ngon hơn là ở ngoài hàng á. Các bạn cứ cắt cho mình như vậy cho đến hết nhé. Bật luôn cả phần non luôn. Cái phần non này thì các bạn giữ lại nhé, chúng ta thái ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ, sau khi mà các bạn bỏ hết cái phần bẹ cứng đi rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chậu nước và cho 2 muỗng muối vào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đem cái băng này đi chúng ta thái các bạn nhé. Các bạn sẽ cắt bỏ cái phần gốc già đi các bạn nhé. Cái phần gốc già này khi mà ăn thì nó sẽ rất là cứng, nên là khi mà làm thì các bạn sẽ bỏ đi cho mình. Đó. Và các bạn sẽ bỏ hết cái phần vàng vàng bên hông của cái củ măng này nhé. Đó, các bạn bỏ đi. Cái phần đó thường là những cái phần già ấy, cho nên là khi mà mình làm những cái món này mà mình để đó thì ăn nó không ngon. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thái măng này các bạn nhé. Măng này thì các bạn sẽ thái cho mình thành những cái miếng mỏng. Măng muối chua rất là ngon luôn. Món này mà nấu kèm với cả vịt ấy, hoặc là nấu cùng với cả ngan, cánh ngan, cổ cánh ngan ấy, ăn rất là ngon, tuyệt luôn á. Đó, cái phần củ già, cái phần già phía dưới thì các bạn sẽ thái thành những cái lát như thế này cho mình nhé. Và ngâm luôn vào cái chậu nước muối để cho nó giảm cái vị đắng của măng đi. Măng tươi thì thường nó sẽ có một cái vị nó hơi đắng đắng các bạn nhé. Nhưng mà khi mà các bạn muối lên thì nó lại lên men, nó chua, ăn rất là ngon luôn. Vẫn là nhớ ngày xưa thì là bé thường theo ông đi lấy cái cây măng này ở các cái bụi măng tre, nhưng bây giờ thì rất là hiếm, tại vì là rất là ít nơi còn tre, cho nên là những cái măng này thường là chuyển từ các cái vùng như là Lạng Sơn này, Lào Cai, Yên Bái, các cái khu vực mà có rừng ấy các bạn. Đây,
ngày xưa là đi đào được củ măng như thế này thì tuyệt vời luôn. Cứ thường hay chạy theo bố mẹ hoặc là ông bà. Ngày xưa là đó. Rồi bây giờ hết cái phần già rồi thì chúng ta chuyển sang thái dọc khớp cho nó đẹp nhé các bạn nhé. Khi các bạn nấu hết cái phần này thì bây giờ các bạn sẽ chuyển sang thái dọc cho mình như thế này. Đó, các bạn sẽ thái dọc ra như thế này thì cái miếng măng của chúng ta nó sẽ, các bạn sẽ chia đôi ra. Đó, các bạn nhìn thấy không? Như kiểu là cái măng ngâm ấy, cái măng ngâm thì người ta sẽ ngâm là mình sẽ cắt như này ra. Các bạn cắt cho mình thành những cái miếng mỏng vừa ăn như vậy nha. Sau đó thì chúng ta đem chúng ta muối, muối chua lên. Cái phần bút thì các bạn sẽ thái theo những cái đường vòng tròn cho mình nha. Và bây giờ thì các bạn sẽ ngâm măng trong cái nước muối loãng như thế này cho mình trong vòng 10 phút để nó giảm bớt cái vị đắng của măng đi nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ vớt ra và luộc qua cái măng này đi. Sau đó thì chúng ta mới đem đi muối các bạn nhé. Sau khi các bạn đã ngâm măng trong cái nước muối loãng như thế này được 10 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ đổ ra và để ráo nước các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ đem đi chúng ta luộc sơ cái phần măng này lên nha. Các bạn sẽ xả nước ra để cho cái phần là khi chúng ta xả như thế này thì cái phần nước nó cũng chuyển sang cái màu đục đục như kiểu là màu sữa. Đây là nhựa của cái măng này. Rồi và bây giờ thì các bạn sẽ đem cái măng này đi luộc sơ qua cho mình nha. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nhá để mình đem đi mình đem đi mình luộc cái măng này các bạn nha. Các bạn cho măng vào đây, sau đó thì các bạn đổ ngập nước, nước ngập măng để luộc cho nó ra hết cái phần cái vị đắng ở trong cái măng này đi nhé. Các bạn đổ nước ngập cái phần măng này cho mình và các bạn sẽ luộc cho mình khoảng 5 phút tính từ lúc nước sôi các bạn nhé, để cho cái măng nó khô hết cái vị đắng ra. Đó, chúng ta đậy vung vào và chờ thôi. Sau khi các bạn đã đun cho mình được 5 phút thì các bạn sẽ thấy là cái phần nước măng của chúng ta nó ra rất là vàng và hầu như là nó đã thôi ra hết được cái vị đắng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vớt ra và để ráo nước các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta bắt đầu tiến hành muối măng nha. Sẽ để thật là ráo nước, sau đó thì chúng ta sẽ đem đi chúng ta muối măng. Sau khi cái phần măng đã nguội rồi thì bây giờ chúng ta sẽ pha cái nước nước muối để chúng ta muối măng các bạn nhé. Các bạn sẽ dùng cho mình 3 muỗng muối như vậy, nó tương đương với khoảng 20g muối. Và các bạn sẽ hòa đầy cái tô nước này cho mình. Nói chung là các bạn chuẩn bị luôn cho mình một cái hũ nhá để chúng ta muối măng ấy.
bạn sẽ khuấy đều để cho muối nó tan hết. Sau đó thì các bạn sẽ xếp măng vào trong hũ. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần măng mà mình đã luộc rồi vào một cái hũ nha. Sau đó thì các bạn sẽ đổ cái nước muối mình vừa làm ngập cái măng này cho mình. Và các bạn để trong khoảng 4 đến 5 ngày để chúng ta có thể ăn được cái măng muối chua này rồi các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ đổ cái phần nước muối mà mình vừa hòa vào nhé. Các bạn đổ cái nước này nó ngập măng là được. Và bỏ lại cái phần cặn ở phía dưới các bạn nhé. Rồi. Nó đã ngập cái phần măng rồi. Các bạn cứ cho nước cái phần nước muối đó ngập cái măng này các bạn nhé. Và các bạn sẽ đậy lại cho mình để 4 đến 5 ngày thì chúng ta có thể sử dụng được nha. Vậy là mình đã có một cái hũ măng ngâm như thế này rồi các bạn nhé. Với 20g muối đó thì các bạn sẽ pha cho mình với 1 lít nước là vừa một cái hũ như thế này. Với chỗ này là hơn 1kg măng thành phẩm các bạn nha. Đó, và các bạn sẽ để tầm 4 đến 5 ngày là chúng ta có thể sử dụng được. Nếu như thời tiết nóng thì khoảng 3 ngày là chúng ta đã dùng được rồi. Và cái món măng ngâm này, măng muối chua này thì các bạn sẽ dùng để nấu vịt này, nấu ngan này, hoặc là dùng để xào ăn rất là ngon. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món này các bạn nhé.